Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Ánh viên xếp cuối cùng ở vòng loại bơi 800m tự do nữ. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh viên đạt thành tích 9 phút 356 giây và cô xếp cuối cùng trong tổng số 30 vận động viên tham dự vòng loại 800m tự do nữ, chính thức bị loại ở Olympic 2020. Sau thất bại ở nội dung 200m tự do nữ, ánh viên được kỳ vọng sẽ tìm lại chính mình ở nội dung 800m tự do, dù rất cố gắng, nhưng Kình Ngư người Cần Thơ có phần xuống sức và chỉ đạt thành tích 9 phút 35,6 giây, kém xa thành tích chuẩn của cô trước đây là 8 phút 48,65 giây. Điều đáng chú ý là ánh viên là kình ngư duy nhất đạt thành tích hơn 9 phút ở vòng loại 800m tự do nữ Olympic Tokyo và xếp cuối cùng trong số 30 vận động viên thi đấu. Ban đầu có 31 người đăng ký vòng loại, nhưng một vận động viên người Nga rút lui vào phút cuối. Hai ứng cử viên cho tấm huy chương vàng nội dung này là Le Zeki, Mỹ và Tit Musu, Australia đều nằm trong nhóm 8 vận động viên góp mặt ở lượt bơi chung kết. Như vậy ở Olympic năm nay, ánh viên đều bị loại ngay từ vòng loại các nội dung 200m và 800m tự do nữ. Sau khi không vượt qua được vòng loại nội dung 200m tự do nữ, Xếp thứ 26 phần 29 vận động viên tham gia, ánh viên sẽ tranh tài ở nội dung thứ hai, đó là 800m tự do nữ. Có tổng cộng 31 vận động viên tranh tài ở nội dung này, chia làm 4 lượt vòng loại. Ánh viên sẽ bơi ở lượt đầu cùng với 6 vận động viên khác tới từ San Marino, Hàn Quốc, Australia, Chile, Brazil và Slovenia. Cơ hội để vận động viên Việt Nam làm nên bất ngờ là không cao. Thông số của ánh viên ở nội dung này chỉ là 8 phút 48 giây 65, tức xếp thứ 30 phần 31 vận động viên. Sau vòng loại, chỉ có 8 vận động viên có thành tích tốt nhất lọt vào chung kết. Có lẽ, việc vượt qua thành tích của bản thân đã là thành công lớn với ánh viên trong ngày thi đấu hôm nay, Thùy Anh.